alo alo xin chào anh em nhá chúng ta lại tiếp tục quay lại uh, game uh, võ lâm ngạo Tuyết mobile thì hôm nay là mình uh, có một cái kèo thơm của ông uh, giang hồ mõm nói chung là một đại gia thanh trai giao thông anh em ơi ông ấy có kèo là thắng là uh, được 5 nít anh em ạ nên là chúng ta thử solo thử với ông uh, giang hồ mõm này xem thế nào anh em nhé ok bây giờ chúng ta sẽ vào để xem cao thủ này như thế nào đây, anh em thấy đây là giang hồ mõm đây với một set bang gọi chung là không khác gì như set bang của ông Baby Lasat cả Em thấy là 29, 19 luôn Gọi chung là set ambang hơn cả của mình Và đây anh em thấy là cây uh, vũ khí, uh, cây lón choáng 40 Kháng hỏa 19 Còn lại là ông ấy sẽ bun theo đồ phòng thủ vật lý bốn món á, 4 món hỏa bốn món hỏa và một món thủy anh em ạ Đây anh em thấy đây. Dã man chưa Đồ toàn đồ uh, ngon không anh em ạ Kháng uh, phòng thủ vật lý trên 20 và cây uh, sát thương cây lỏ này sát thương vật lý ngoại công 39 sát thương vật lý ngoại công 78 phần trăm rồi anh em thấy là không biết là kèo này mình có ăn nổi ông ông giao hồ mõi này không anh em ạ anh em đang xem clip này của mình thì ấn cho mình xin một nút like và muốn đăng ký kênh anh em nhé rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là chuyển sang chế độ bk cừ khôi anh em ạ mình sẽ bê để bơ máu 700 đi rồi chúng ta sẽ di chuyển chậm Nói chung là vẫn cách uh, BK giống như uh, ông uh, Baby La Sáp mà thôi. Liệu rằng ai sẽ win đây? Liệu rằng ai sẽ win đây anh em ơi? Ôi giời nó xoáy đau quá anh em ạ. Mở màn nó xoáy đau quá à. Ờ, à, chạy cho nó dính vài cái độc phát đây, anh em. Đi ra đây bạn ơi. Đi ra đây bạn ơi. Bạn chạy đi đâu ấy? Ui sao em thấy kinh khủng chưa lúc nào lỡ khẩu lúc đối thủ rất nhanh tiếp tục tiếp tục ha 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 k anh em ạ Đối thủ chạy mẹ ha dép rồi anh em ạ Đối thủ chạy ha dép rồi sao đây Trời ơi Quá khủng khiếp anh em thấy đánh cho giang hồ mõm gọi chung là bay màu, bay màu luôn anh em ạ, rồi tiếp tục là mực lướng nhá, anh em, tiếp tục là mực lướng gọi chung là ác của giang hồ mõm thì chỉ thua vũ khí baby la sát thôi, thì thiếu đam thôi, còn nhưng mà cái chất lượng gọi chung là đồ của ông đấy cũng chất lượng không khác gì như đồ của baby la sát cả anh em ạ, rồi chúng ta đã được 5 nít của ông giang hồ mõm rồi, gọi chung là đánh bay màu rất nhanh hôm nay mình chỉ thử sức với baby la sát nói chung là cọ sát thôi mai là mình sẽ bắt đầu là mình không đứng rỉa rỉa nữa anh em nhưng mà solo với baby la sát chúng ta vẫn phải đề phòng đánh vẫn chiến thuật cũ anh em ạ rồi chúng ta tiếp tục với cao thủ mực lướng rồi khán giả đang xem rất đông rồi vinh đen này mara maria oragua này ghê quá nhảy tiếng rồi chúng ta tiếng nhật không anh em ạ ông đấy cho đi đóng phim ra ban được phết anh em à, chúng ta tiếp tục với uh, ác mực lướng đường môn bao vũ này giang hồ mõm thì chả khả năng là chạy mất dép rồi giang hồ mõm khả năng là chạy mất dép rồi anh em ạ chúng ta tiếp tục với ác cao mực lướng gọi chung là không biết là đánh ông này có bốc hơi nhanh hay không nhắc lại anh em đang xem clip này của mình thì ấn cho mình xin nút like và đăng ký kênh anh em nhé mình đang thử với các cao thủ đường môn và baby đã sát tí nữa mình sẽ làm một cái clip solo ở trong công bình tử luôn cho anh em xem. Và chung là chúng ta sẽ đánh cho ông ấy thua khâm phục khẩu phục luôn anh em ạ. Mình sẽ lấy lại cái vị thế của ác cao ngũ độc. Không biết là có ông đại ca nào thiên vương đao hay không để mình thử sức cái anh em. Thiên vương đao bảo này solo là cũng khó ăn này anh em ạ, à. đánh chừng ngựa. Và chúng ta chỉ biết di chuyển mà thôi. Rồi. Không biết là cao thủ Giang Hồ Mõm đã vào đây rồi. Hiệu, liệu rằng là có chúng ta có hạ ngục được ông mực nướng này trong vòng một lốt nhạc hay không chúng ta thử nhá anh em không được khinh địch anh em ạ ok anh em bắt đầu hai giây nữa bùa cái rồi di chuyển bùa phát rồi chạy vòng quanh để cho chúng nó nhiễm độc phát anh em cho nó nhiễm độc phát à rồi kích công kích công lên hai phát ba phát là bay màu anh em ạ Cần ba phát là bay mẫu Ui ui, 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 ui. Đeo, đeo đánh 3 phát các Vãi thật anh giải độc Nó say dính quá. Nó say dính quá, nó say dính quá, nó say dính quá. Ui, 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 ui. tôi bơi máu thật trưởng rồi anh em ạ. À. Ui giời. một phát knock out luôn đối thủ. không <laughs> móm, Nữa không muốn là ván cuối ok chúng ta sẽ đánh với ván cuối với uh, cao thủ giang hồ mõm đúng là mõm đây rồi chúng ta gặp một cao thủ mõm nói chung là mõm đặc trị đây tiếp tục anh em nhá cho mấy tàng nào mới mất bình uh, 5 lít rồi đây là cho mới mất phát lửa đi cho thua khắc phục và phục luôn anh em ạ <laughs> gáy tí anh em ơi gáy tí anh em, Gái tí, anh em Gái tí cho ông ý xem cho ông ý ạ mà tập trung lên đồ nữa ôi <laughs> ờ, cao thủ này khả năng đánh xong ván này là đổi phái này anh em tin không mai anh em thấy là giang hồ mõm đổi phái này à, hết thể lực nha anh em chưa thằng nào ngu như tôi là để thể lực nó còn có ít như này đâu Đi <laughs> cả lò lắm Đi cả lò lắm <laughs> <laughs> Luyện thêm đi Lẹ thêm đi Rồi <laughs> anh em thấy là Vinh đèn đang à, Học cách đề ca cũ độc hay chẳng Sốc độc vãi <laughs> Không giải thích Không giải thích <cười> <cười> tí đưa 5 lít đây <laughs> tí đưa 500 k đây <laughs> ok anh em chúng ta bắt đầu tiếp tục anh em ạ nhắc lại anh em đang xem clip này của mình thì ấn cho mình xin nút like và đăng ký kênh anh em nhé cho giang hồ mõm mà thua gọi chung là không dám gạ solo nữa anh em ạ đánh cho tò... ván này không dám gạ solo luôn anh em ạ không biết là con ngựa này nó có hơn hơn cái gì phẩm chất không một nghìn thể lực sinh lực một năm trăm. Nó cũng như nhau anh em ạ. Nó cũng như nhau à. Nó cũng giống như con ngựa uh, phi vân này thôi. Thể lực một nghìn. Đúng là giống nhau, giống nhau anh em ạ. Không khác gì nhau. Nó chỉ uh, ấy thôi. Nó chỉ khác nhau về cái ngoại hình thôi. Còn cái thuộc tính của nó như nhau anh em nhé. Và đặc biệt là mô phái đường môn nó được lợi thế là đánh trên ngựa nữa. Rồi chúng ta tiếp tục với giang hồ mõm từ từ, chưa bùa được phát nào đây Ơ, 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 nó sai dính vậy, nó sai dính vậy Nó sai dính vậy Nó sai dính vậy Nó sai dính vậy, dính vậy? Ui, 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 Bơm giải độc, bơm giải độc ạ, à, bơm giải độc ạ Ôi, ôi Đéo đá được nó anh em ạ, đéo đánh được nó ạ Ôi, mẹ lóc à rồi <laughs> Mình hết thể lực Hết thể, hết thể lực Hết thể lực Hết thể lực Đâu nhảy được Đâu nhảy được <laughs> Ok, mình xin phép đã kết thúc cả clip tại đây anh em ạ mình, mình hết thể lực anh em ạ Thả là đỡ dùng khi công được anh em ạ Bye anh em nhá